Nạn nhân là anh Hoàng Văn Đôn, sinh năm 1967, xã Thanh Xá, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là công nhân của công ty cầu 11, tổng công ty cầu Thăng Long. Sau khi sự cố xảy ra, ngay lập tức các lực lượng chức năng và công nhân công ty cầu 11, tổng công ty cầu Thăng Long, lực lượng chức năng thuộc chính quyền sở tại đã khẩn trương cứu hộ nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Ủy ban nhân dân xã Cam Đường cho biết, gói thầu số 1 dự án đường cao tốc nội bài Lào Cai đi qua địa phận xã Cam Đường chủ yếu bằng cầu vượt. Đến thời điểm này thì công trình đã hoàn thành toàn bộ các trụ móng và đang trong giai đoạn thi công lao dầm lợp long giữa các trụ cột. Từ trước đến nay trong quá trình thi công, đơn vị luôn quan hệ tốt với địa phương và không để xảy ra tai nạn đáng tiếc nào. Hiện các chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc và làm các thủ tục đưa xác nạn nhân hoàng văn đôn về quê an táng